cái lô góc hai mặt tiền này các bạn, từ bên này các bạn này, từ bên mép tường kia vô đây và bên từ bên này về bên kia là đang có giá kêu bán là 18 tỷ nha các bạn. 18 tỷ thì với diện tích đất công nhận là 91 m², trong đó chiều ngang là 5m là cái mặt trước đó bạn, 5m là từ cái mép và tường bên kia lại công tư là 5m, ở phía sau là nở hậu là 5,75m nha các bạn. Giá đang kêu bán là 18 tỷ. Thì cái lô đất này thì nó nằm tọa lạc tại phường Tân Quy, quận 7 nha các bạn. Ngay chỗ nút giao đường số 41 nè. Đường số 41 và đường số 16. Đây là lô gốc ngay ngã tư. Giá đang kêu là 18 tỷ. Thì mình sẽ tính ra 1m² á là nó nằm ở mức là 197 triệu 1m² nha các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái lô đất trên gốc hai mặt tiền này thì liên hệ cho Tín. Có số điện thoại là 0983383509 nha các bạn. Cái mặt này á, là cái mặt đường số 16. Cái mặt này thì nếu mà mở cửa hướng này thì chúng ta có thể nhìn về hướng Tây. Còn cái mặt này là mặt trục đường số 41. Thì cái trục đường mặt tường này thì nó có hướng nhìn về hướng Bắc nha các bạn. Cái góc ngay ngã tư đường số 16 giao với lại đường số 41. Đây là cái hướng nhìn về cái tòa nhà căn hộ Sunrise City View. Các bạn nhìn thấy cái tòa nhà căn hộ Sunrise City View không? Từ đây á, là cái chỗ đó ngay cái tòa nhà căn hộ Sunrise City View là từ đây mà lại đó thì khoảng 2 cây số. Thì chỗ đó là ngay chỗ khu căn hộ Sunrise City, ngay chỗ siêu thị Lotte Mart quận 7 các bạn. Ngay đường Nguyễn Hữu Thọ giao với là trục đường Nguyễn Thập, từ đây và lại Lotte thì nó mất 2 cây số. 2 cây số thì di chuyển lại đó khoảng 3 phút thôi. Còn đi về trung tâm quận 1 thì chợ Bến Thành thì 6 cây. 6 cây thì các bạn di chuyển trong phạm vi bán kính 6 cây thì mất tầm chừng 6 đến 8 phút di chuyển xe. Còn cái hướng này thì đi ra cái trục đường số 15. Từ đây ra Tân Kiển nè các bạn, hướng này ra Tân Kiển. Còn cái hướng này thì mình sẽ di chuyển về cái trục đường là Lâm Văn Bền. Lâm Văn Bền nha các bạn. Lâm Văn Bền với lại cái hướng này thì mình di chuyển về Lâm Văn Bền nè các bạn. Lâm Văn Bền, Mai Văn Vĩnh là cái hướng này. Thì đi ngay góc từ đây chỉ chạy thẳng là Mai Văn Vĩnh, ngay góc tư đó là Mai Văn Vĩnh, mình rẽ bên tay phải là đi ra đường Nguyễn Thập. Còn bên đây thì mình đi ngược ra cái trục đường số 15 khu Tân Kiển. Phường Tân Kiển nha các bạn. Quanh đây là cái nhà cửa xung quanh của vị trí lô đất đang chào bán. Đây là những cái nhà xung quanh. Thì có quy cách xây dựng khu này thì các bạn nhìn cái nhà kế bên nè. Mình đếm coi, một trệt, một lầu, hai lầu, ba lầu. Một trệt, ba lầu và sân thượng. Sân thượng là thêm một cái lầu giả, là một trệt, bốn lầu là coi là năm lầu đó. Nếu mà mình muốn xây hầm thì mình xin phép xây hầm. Còn các bạn muốn tính toán cái chi phí xây dựng bao nhiêu thì cứ liên hệ cho Tín. Tín sẽ có một cái đội ngũ anh em xây dựng sẽ tính toán cho các bạn là cái nhà này mình sẽ xây lên bao nhiêu. Thì căn gốc hai mặt tiền thì nó có một cái lợi thế là mình sẽ xây cái ban công lố ra là 1m1 nha các bạn. Thì những cái nhà mà căn gốc thì mình xây nhà lúc nào cũng đẹp hơn những căn mặt đứng. Ví dụ như căn này cái gốc đó mà xây nè. Cái này, cái nhà này xây cũ rồi thì bây giờ cái mẫu mới xây thì nó đẹp hơn. Thì bây giờ Tiến sẽ nói lại cái giá đã bán cái lô này là 18 tỷ tại thời điểm tháng 12 năm 2022. Thì chiều ngang mặt trước là 5m, chiều mặt sau nửa hậu là 5m75, chiều dài là 18m, thì tổng diện tích đất công nhận là 91m². Thì giá đang kêu bán là 197 triệu 1m thì tính ra là 18 tỷ nha các bạn. Từ bên này qua bên này là 5m. Từ cái góc này chạy qua bên kia là 18, nó hậu là 5,75. Thì nó tọa lạc tại nút giao giữa đường số 41 và trục đường số 16. Từ đây thì đi lại siêu thị Lotte thì 2 cây số. Trong 2 cây số thì chúng ta di chuyển mất khoảng 3 đến 4 phút.
Còn cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra trục đường Mai Văn Vĩnh, ngay cấp ngã tư đó là Mai Văn Vĩnh. Tới ngã tư đó chúng ta rẽ ra Nguyễn Thập. Còn cái hướng này thì chạy thẳng ra trục đường số 17, 15 đi về cái khu phường Tân Kiển và đi ra cái tòa nhà Sunrise City View, cũng như đi ra Lotte cũng được nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy xe mình di chuyển cái nội khu cho các bạn coi nhà cửa xung quanh như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi ra cái trục đường Mai Văn Vĩnh. Nhà cửa này là khu dân cư hiện hữu, đây là thuộc phường Tân Quy nha các bạn. Thì khu vực này là trung tâm quận 7, thì nó gần siêu thị Lotte, gần trung tâm. Đây là cái góc ngã tư cái đường đường số 10, đường Mai Văn Vĩnh giao với là trục đường số 41. Bên này là cái quán cà phê điểm tâm ăn sáng rất là lớn các bạn, chỗ đó là bò bít tết. Đây là mặt tiền đường của bất động sản đang rao bán. Thì mặt tiền đường này thì có lộ giới là 16m, xe ô tô hai chiều tránh nhau thoải mái các bạn nha. Thì những cái bất động sản mà ngay góc ngã tư ngã ba thì lúc nào cũng có cái giá trị cao hơn những bất động sản mặt đứng. Đây, cái lô đất bên trái màn hình, lô đất chúng ta là căn góc hai mặt tiền giữa đường số 16 với đường số 41 nha các bạn. Thì trong thời gian tới thì cũng cố gắng đưa những cái sản phẩm nhà cửa lên kênh bất động sản. Thì giá nhà đất khu này thì nó đang có mức là cái loại là 7 4 x 18, thì đang có mức giá là 10 tỷ đô lại một căn các bạn, và kẹp thì 10 tỷ rưỡi. Thì đó là do cái căn góc hai mặt tiền cho nên thì đang ra có giá là 18 tỷ, thì diện tích đất nó lớn hơn. Thì cái loại như là 72m² thì nó nằm ở mức là 10 tỷ rưỡi đến 11 tỷ một căn. Tí nữa mình sẽ quay cái nhà ở đường số 39 này, cũng có một cái nhà đang bán 10 tỷ rưỡi các bạn. Đường 39 nè, mình sẽ vô coi đường 39 nè. Thì khu này thì nó gần trung tâm, nhà cửa thì nó đã xây kiểu như vậy mà một trệt ba lầu. Thì những cái sản phẩm làm gì cũng phải quay những cái nội khu xung quanh để cho khách hàng coi được là nhà cửa xung quanh như thế nào, nó có sầm uất, kinh doanh có sầm uất hay không, hay là nó có vắng vẻ hay không. Thì để coi trên phim có thể đưa ra quyết định là có nên đi coi cái căn nhà đó hay không, hay là đất đó hay không, thì nó cũng hợp lý. Chắc mình bọc lại cái đường Mai Văn Vĩnh rồi mình bọc lại cái lô đất đang chào bán rồi cái mình kết thúc cái video nha các bạn. Cố gắng mẫu sản phẩm ra một phim để cho các bạn coi. Bây giờ chúng ta quẹt đường 41 các bạn. Mình sẽ quay quanh bán kính của bất động sản chào bán trên kênh để cho các bạn coi và có nhiều tư liệu hơn, cũng như có nhiều góc nhìn hơn trước khi quyết định mua bán. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983383509 nha bạn. Mình xin dừng cái video lại ở đây các bạn nha. Mình sẽ quay mặt trước một lần nữa. Đây, cái vị trí này đây là chiều ngang là 5m. Nhìn mà thực tế nó rộng hơn các bạn. Nhìn nè, bên này qua bên này là 5m. Thực tế là nó rộng hơn đó, là chiều nó hầu là 5m75, chiều dài là 18. Có diện tích là 91m. Giá đang kêu là 18 tỷ. Nếu mà các bạn quan tâm thì liên hệ cho Tín qua số điện thoại là 0983383509 nha các bạn. Mình đi vòng vòng cái khu đây là đường số 43 giao với đường 16. Cái bọc lên mình quay lại cái sản phẩm ở nhà đường 39, mình quay lên chào bán cho các bạn luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.